Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ có một cái thử thách dành cho một cái em máy chiếu mới ra mắt của hãng Maxell. Có tên gọi ở ngay cái tựa đề video này, đó là Maxell MP-GX351. Thử thách ở đây là gì? Thử thách tức là chiếu ngược sáng từ trong nhà ra ngoài và sử dụng một cái màn chiếu có kích thước khoảng chiều ngang tương đương khoảng 2m4 nha các bạn. Hiện tại tôi đang kết nối em Maxell MP-GX351 với nguồn tín hiệu vào là HDMI. Chúng ta sẽ xem cái hình ảnh trên chiếu của em ở đây. Trước đây tôi đã có một cái video giới thiệu về những cái điểm nổi bật cũng như là thông số kỹ thuật của em Maxell này rồi. Thì ở video này tôi sẽ cho các bạn được trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh thực tế trên cái màn chiếu kích thước lớn. Chúng ta sẽ cùng đi đánh giá. Mà đánh giá ở đây là sẽ có cả điểm tốt và điểm xấu nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ được cảm nhận về cái độ sáng. Đối với một cái máy chiếu mà cường độ sáng 3500 lumen, sử dụng cái nguồn sáng laser thì tôi thấy như vậy thì khá là ok rồi, đạt độ sáng tốt. Với kích thước và độ sáng như vậy thì các bạn có thể tự tin để chiếu các cái màn có kích thước lớn hơn, tương đương khoảng từ 150 đến 200 inch nha. Rồi về cái màu sắc thì Maxell 351E sử dụng cái công nghệ 3LCD. Do đó các bạn sẽ thấy được cái màu sắc của nó khá là tươi. Cái menu này thì tỷ lệ khung hình nó đầy đủ các tỷ lệ nha các bạn. Trong các hãng máy chiếu tôi chưa thấy bất kỳ một cái hãng máy chiếu nào mà nó có nhiều cái tỷ lệ khung hình như là Maxell và Hitachi. Xin tính chính là Maxell và Hitachi là một thương hiệu chung nha các bạn. Tỷ lệ 43, 16 9, 16 10, zoom, native, normal. Rất nhiều luôn, phải đến gần 10 cái tỷ lệ mà các bạn có thể lựa chọn. Chế độ hình ảnh thì có rất nhiều chế độ này, dynamic là wide bond này, user 1234 này, standard này, natural này, cinema này, dynamic này. Nguồn sáng thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lựa chọn về cái nguồn sáng. Một cái bóng đèn halogen thông thường thì các bạn không có nhiều cái lựa chọn về cái tùy chỉnh cường độ sáng, nhưng mà đối với laser thì các bạn lại có rất nhiều cái tùy chọn. Ở cái mục installation này thì các bạn sẽ có 4 lựa chọn là để máy trên bàn, treo phía đằng sau hoặc là các bạn treo phía đằng trước. Ok. Rồi ở cái mục ngôn ngữ này thì chúng ta sẽ có nhiều các cái loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt luôn nha các bạn ơi. Menu có tiếng Việt rất là dễ sử dụng này. Ở cái mục menu cao cấp này thì chúng ta có nhiều cái tùy chọn về cả âm thanh nữa. Em này thì âm thanh của nó loa chỉ 1W thôi, nhưng mà nghe cũng được các bạn, thà có hơn không. Ok. Tính năng tự tìm kiếm này. Rồi ok. Khách quan mà đánh giá thì 351E cho chúng ta độ sáng ở cái mức độ khá tốt với cái giá thành mà chúng ta có thể bỏ ra mua đầu tư. Độ nét cũng khá ok nha. Các bạn nhìn cái nét chữ trên cái menu á, so với cái công nghệ 3LCD mà sử dụng bóng đèn thường nha, thì tôi cảm nhận được là 351E này độ nét nó tốt hơn. Độ nét tốt hơn nhiều các bạn. Trên cái remote của em nó có rất nhiều những tính năng hay ho nha các bạn. Tôi giới thiệu ở đây ví dụ như tính năng ngắt hình ảnh tạm thời này. Khi các bạn đang chiếu mà các bạn muốn ngắt hình ảnh thì các bạn bấm cái nút blank nha, là nó ngắt hình ảnh đúng không ạ? Ok. Và khi cái video mà các bạn đang chạy á thì các bạn sẽ bấm cái nút free này, là nó sẽ dừng video luôn. Khá là hay đúng không các bạn? Tất nhiên nó sẽ còn rất nhiều những tính năng hay khác như là tính năng lật trang tới lui này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng sau. Và cái remote của nó cầm thì đúng là khá là đầm chắc tay, chuyên nghiệp và gần như đầy đủ các cái phím bấm luôn. Có cả phím chỉnh volume, âm lượng loa lớn nhỏ luôn các bạn nha. Thực ra thì loa mà 1W thì giống như kiểu là đàn gãy tai trâu thôi, nó không gần như không nghe được cái gì đâu các bạn, khá là nhỏ. Thì một số ưu điểm của em này tôi xin nhấn mạnh lại. Thứ nhất là màu sắc đẹp, độ sáng tốt và thiết kế khá là mỏng. Trong số các cái dòng máy chiếu sử dụng cái nguồn sáng laser thì có thể nói đây là cái máy có kích thước mỏng nhất. Và cái ưu điểm nữa là cái menu của nó thì cũng dễ sử dụng thôi. Có tiếng Việt thì nó sẽ phù hợp với hầu hết những người, đặc biệt là những người mà chúng ta ít sử dụng thì chúng ta cũng có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng. Kích thước nó nhỏ thì cũng dễ dàng lắp đặt và mang đi nha các bạn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thì không có cái máy nào mà nó không có nhược điểm cả. Nhược điểm của em nó cái thứ nhất đó,
là tuy nó nhỏ nhưng mà trọng lượng nó hơi nặng so với kích thước của nó. Có thể so với những máy bình thường thì có thể nó nặng gấp đôi đó. Con này theo tôi nghĩ là nó nặng khoảng hơn 4 kg. Cái thứ hai nữa là cái giá thành của nó so với cái máy chiếu mà sử dụng cái nguồn sáng halogen á, thì cái giá thành của em này nó cao hơn một chút xíu. Cho nên nếu mà các bạn tính về lâu dài á, sử dụng nhiều này, sử dụng thường xuyên này, đó thì chính là đầu tư em này nó vẫn có lợi hơn là sử dụng những cái nguồn sáng halogen. Nếu mà các bạn đầu tư thêm khoảng 15-20% so với cái giá thành thôi. Đó là những cái ưu điểm và nhược điểm mà tôi chia sẻ với các bạn. Còn nếu các bạn có thêm những cái ý kiến đóng góp gì, chia sẻ gì về em Maxell GX351 này, hãy để lại bình luận bên dưới video này để chúng ta cùng nhau chém gió, cùng nhau thảo luận về em máy chiếu laser đang khá được ưa chuộng của Maxell ở thị trường Việt Nam. Xin chia sẻ với các bạn luôn là Maxell và Hitachi là một thương hiệu nha các bạn. Đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Nhật rồi. Và đó là những cái tập đoàn khá lớn, khá là uy tín. Cho nên là mua những cái thương hiệu như vậy các bạn hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau chia sẻ và theo dõi video về máy chiếu sử dụng cái công nghệ đèn sáng laser của Maxell. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.